Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, đã chủ trì phiên họp thứ tư của ban chỉ đạo. Phiên họp tập trung vào nội dung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phiên họp cũng đã công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAS 2022, chỉ số cải cách hành chính FAIR Index 2022 của các bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành cả nước. Phiên họp tổ chức trực tuyến và ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các báo cáo và ý kiến tại cuộc họp ban chỉ đạo cải cách hành chính, Chính phủ cho biết các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.200 quy định kinh doanh tại 175 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa gần 1.100 quy định của 10 bộ cơ quan. Các bộ đã công khai cập nhật hơn 17.800 quy định kinh doanh. Đã có hơn 21 triệu văn bản điện tử gửi nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia. Trung bình xử lý 550.000 văn bản một tháng, ước tính tiết kiệm khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm. Năm 2022, chỉ số CPAS và chỉ số PAR Index đạt trên 80%. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, chiếm 57,8%. Tỷ lệ hồ sơ xử lý quá hạn còn cao, gần 34%. Tại phiên họp, Bộ Nội vụ đã công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Theo đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xếp thứ 6 với 87,47%, tăng 10 bậc so với năm 2021, dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ. Đối với chỉ số CPAS của 63 tỉnh thành phố, Bà Rịa Vũng Tàu xếp thứ 18, tăng 20 bậc so với năm 2021, xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Bộ. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm của một bộ phận cán bộ công chức, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, phản ứng chính sách, xử lý các thủ tục, nhất là với người dân và doanh nghiệp, nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả hơn. Thủ tướng cho rằng, giải quyết tốt thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, tức là góp phần huy động mọi nguồn lực xã hội cho sự phát triển, phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp năm 2023, đạt trên 85%. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn tại các trung tâm phục vụ hành chính công phải đạt trên 90%. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình phải đạt 50%.